chào anh em ha. Sáng nay mình giao được con em 5m1 về Vĩnh Long anh em, máy Isuki. Cái đó 5m1 nè, mẫu mới nha anh em. Máy Isuki. Đó thì một. Chạy cũng chung chung chứ không được giọt không anh em, tầm khoảng 45 cây. Tại chứ cái nồi hơi lớn quá, nó nhỏ nó 5m1 nè, rất đẹp nè, món này đẹp, món này xịn sò. Nhưng mà cái ba tê này về Cần Thơ luôn em, ba tê số 3 quan tâm, nó chế nhà đâu mình.